cả nhà. Cả nhà vũ quyền tiếp tục đi câu cả nhà ơi. Câu trên cái địa điểm cũ, chạy cách nhà khoảng 20 km. Đó, mắt là Văn Quyền và Ninh. Mong cả nhà theo dõi ủng hộ, cảm ơn mọi người nhiều. À, như vậy là anh em đến một cái địa điểm khác cả nhà ơi. Ở đây có bàn bình luận kiếm cái hồ khác cấu cái được cải cấu hoài mấy chứ. Anh em tới một điểm khác. Không đi bán em. Đấy, cảnh ở đây cực kỳ đẹp luôn. Không biết các bạn có tin không, bạn gửi thông tin là cầu đai này. Đấy, đấy, đó. Lên hàng khủng rồi cả nhà coi cho vui này. Chết. Đó, chưa thiếu. Nó mình lại. Bứt. Chết rồi. Ừ, ơi ơi. Quả nổ rồi. Ơi. Cú phóng à. Lada, lada. Chó nó quẩn xuống nè. Bệt. Ừ. Mú. Mú. Chi nữa. Bên thiếu có tính kiên nhẫn cái mày. Kiên nhẫn. Toàn cầu. Cả nhỏ vậy. Cả nhỏ gái thả thôi. Cả nhà ơi, video này còn mang tính chất giá trị. Bết. Chưa. Chết rồi. Đưa như vậy là ở đây cá nhỏ như quả cá nhớ mấn có cá to nên là buộc lòng anh em phải di chuyển tới cái hồ hôm bữa lại nhé cả nhà xem vui. Đấy. Buồn quá, cái hồ thì rất là đẹp nhưng mấn có rồi. Xong. Rồi trăm có trăm rồi, có trăm rồi, trăm ôi giời ơi. Máu lên quán bên tê, quán tê kêu. Quán tê kêu. Ui 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 trăm rồi, trăm chắc chắn rồi. Trăm có gãy rồi. Tệt, anh cấu khi muốn thả cái này cho mình lùi. Ui da. Trăm từ từ, cả từ từ mà bắt coi đậm không, từ từ đậm giò đậm rồi cái đậm giò bây giờ nhặt đầu tiên mà con nhỏ rồi chết. Dạ. Đã quá. Lùi.
nổi lên luôn như thế ở cá đã lắm cả nhớ to lắm. Rồi một em từ từ đang ăn đó. Bứt ở đây. Trời ơi, bứt. Úi giời, con to cả nhà. To lắm á. Đó. Quá dữ. Đấy đấy. Wow. Cả đảo quá. Lên. Ôi giời ơi. Con thứ hai là cả nhà. Quá đẹp. Như vậy là kết quả của buổi câu hôm nay cả nhà ơi. Được hai con. Cái này còn một con trắm nhưng mà con nó nhỏ quá thả lại. Còn hai con. Bên thêm bảo của Trami. Chúc mọi người an toàn trong cơn bão. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye.